các bạn, và Phương đang có mặt tại địa chỉ 57C Bình Thới, phường 11, quận 1, Tâm Đắc Shop. Và các bạn có thể thấy được là cái địa chỉ này đáp ứng mọi nhu cầu về xe. Và nếu như các bạn chúng ta có nhu cầu về tân trang, nâng cấp đồ chơi cũng như là sửa chữa thì các bạn có thể liên hệ Tâm Đắc Shop. Ngày hôm nay thì Phương cùng với lại Voltronic mang những sản phẩm này đến trên kệ của Tâm Đắc Shop, và chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là bên trong của Tâm Đắc Shop có những gì các bạn nha. Và cái điểm đầu tiên khi mà Phương bước vào cái workshop của Tâm Đắc Shop của anh Khánh thì thật sự là ở đây Phương hơi ngợp, bởi vì cái không gian hiện tại là nó rất là hiện đại ha bạn. Bên trong cái tủ đồ chơi thì anh em có thể thấy được hết tất cả những đồ chơi bên trong, và bên cạnh đó là khu vực sửa chữa thì anh em thấy được rồi ha. Tuy là ngày hôm nay Phương ghé bất chợt, rất là nhiều xe đang chuẩn bị ở đây để mà sơn sửa tân trang thì anh em có thể nhìn sơ một vòng, và tại đây thì có thể đáp ứng mọi nhu cầu về xe từ sơn sửa tân trang đến việc nâng cấp đồ chơi. Vậy thì các bạn chúng ta còn ngần ngại gì nữa mà không ghé đây để được nhân viên ở đây tư vấn cho chúng ta về những cái nhu cầu về đồ chơi xe cũng như là tân trang hay sửa chữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khu vực chính để coi là kệ đồ chơi của Tâm Đắc Shop có những gì. Và lúc này thì Phương đang có mặt tại kệ đồ chơi của Tâm Đắc Shop thuộc sở hữu của anh Khánh, và anh em có thể thấy được là rất là nhiều những thương hiệu ống xả, ví dụ như Bravo Vix nè, KKBS nè, và rất nhiều những ống xả đến từ Thái Lan. Ở đây thì Phương thấy còn có những cái thương hiệu từ Italy, ví dụ như là Levinci rồi Rato-Sikmo. Và ngoài những cái dòng bô để nâng cấp cái hệ thống ống xả tăng mã lực cho xe thì anh Khánh còn trang bị rất là nhiều những cái đồ chơi để giúp nồi bắt tốt hơn, ví dụ như là Phương thấy đây có nồi RRS nè, rồi lò xo của Olin, những cái tay thắng đồ chơi, bogie, trợ lực, rất là nhiều, và mọi thứ đều được trưng bày rất là rõ ràng trong một cái kệ tủ kính rất là sang trọng. Và nếu như anh em mà chúng ta có nhu cầu về đồ chơi xe thì các bạn có thể đến đây tham khảo để tất cả nhân viên ở đây họ có thể tư vấn cho các bạn. Và sản phẩm chính ngày hôm nay mà Phương muốn nói đến đó chính là anh Khánh. Ngày hôm nay thì Phương mang đến cho anh đó chính là sản phẩm Voltronic XM Green Scooter 4T, và sản phẩm này sẽ sớm xuất hiện trên thị trường. Các bạn nào chúng ta đang quan tâm dòng sản phẩm dành riêng cho thị trường Scooter Việt Nam với chai 0.8 và rất nhiều những cái tính năng ưu việt thì các bạn hãy đón chờ tại kênh Express Center. Các bạn nào chúng ta chưa like và subscribe cho Express Center thì chúng ta có thể tìm được địa chỉ Express Center tại kênh YouTube, sau đó nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông để khi có thông báo mới nhất về những chương trình khuyến mãi của dòng nhớt này, Phương và ekip sẽ gửi thông báo trực tiếp cho anh em. Các bạn đón chờ xem nha.